Phòng gym nó bự, nó thoáng mát, nó nằm cao nhất khu luôn. Wow. Thì lúc đó đó là nó sẽ đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào. Chết mẹ con corona rồi. Xong rồi gió mem gió nó thổi corona qua nhà hàng xóm rồi. Giả sử nếu mà có corona mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó, quan trọng là mình phải sống. Câu này like em. Mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó, quan trọng là mình phải sống. Kiến thức bất động sản, kinh nghiệm thực tiễn. Mưu mô lừa đảo, Dreamer làm giàu, Kiến xây Việt Nam. Duy Nguyễn, THOL, BBT Building. À, bây giờ anh chơi một mũ này, làm ba cái video được nổi không em? Chơi vậy cho có giá trị thương mại. Và hôm nay anh sẽ làm 3 video về kinh doanh. Đúng chuyên môn, đúng sở trường luôn. Cái video đầu tiên á là bây giờ cái cách mà chúng ta kinh doanh thành công trong cái mùa dịch corona này. Thì bây giờ á, cái tác hại lớn nhất của dịch corona là cái gì? Là kinh tế nè. Kinh tế bây giờ chết sạch. Giải cứu thanh long, rồi giải cứu chôm chôm, rồi giải cứu đậu phộng, giải cứu súp đồ các kiểu. Nói chung là rất là nghiêm trọng. Du lịch thì vắng tâm, hàng không thì ế ẩm. Trời đất, cái hàng không bây giờ đi máy bay vắng lắm em. Vắng lắm mà rẻ nữa. Còn nhà hàng ăn uống thì thôi, đã mặt bằng nhóc nhóc luôn. Phòng gym cùi đóng cửa lớp lớp luôn. Vậy thì cái giải pháp nào để chúng ta kinh doanh nó thành công trong mùa corona này? Nói chung là chỉ có hai chữ, đú trend thôi em. Bây giờ trend sao mấy em làm vậy đi, làm ăn thì phải quảng cáo, đúng không? Mà muốn quảng cáo thì phải khôn. Bây giờ cái trend bây giờ là gì? Khẩu trang. Đó. Khẩu trang mấy em làm gì, làm video quay quảng cáo là phải có khẩu trang. Giống như anh tập gym mà đeo khẩu trang thấy giống khùng không? Anh cũng thừa nhận anh khùng luôn mà. Đó. Nhưng mà anh đeo khẩu trang, anh tập gym, anh để là một tấm ảnh để đời. Đúng không? Mà để được cái này nè. Thấy cái này quen không? Phải không? Cái này nè. Đấy. Một thế kỷ sau tấm ảnh nó vẫn còn. Đó là anh đang đú trend mùa corona. Đó. Bây giờ cái chữ khóa corona nó quan trọng. Thôi em làm video quảng cáo hay làm gì tôi phải gắn hashtag vô cái corona. Đó, để tụi em gọi là bú trend đại pháp. Rồi bây giờ bú trend corona xong thì phải làm thế nào nữa? Chúng ta phải tiếp tục bú trend cái bộ đồ mà áo giáp á, cái bộ đã bảo hộ như mấy em phiền da đó mấy em. Bú quấn vô này nọ cầm vô xịt xịt á. Đó, đú trend. Không, vậy thì anh làm cái hành động nào để thể hiện cái sự đú trend đó? Phun khử trùng quận 12. Đó, thấy không, anh Duy làm marketing bài bản không? Anh bỏ mấy triệu bạc ra thuê công ty vô AI phun khử trùng cho Duy Nguyễn cái nha. Nhưng mà khi ông đi phun khử trùng á, ông nhớ mặc đồ đẹp nha. Tôi quay phim, tôi lên hình video, tôi triệu view. Thằng kia nghe nó không dám phun luôn em. Mấy thằng làm công nhân nó đi phun thôi, nó nghe video triệu view vậy hả? Được rồi, để bữa đó em đeo bảo hộ cho nó chắc cú vô, lên hình ảnh đồ ngon lành nha. Không biết nó có lên ngon không tao chả biết. Tại bữa đó hôm qua mấy em. Bữa đó hôm qua, bữa đó buổi tối, tối bữa đó là anh ngồi anh đú trend Bigo. Trời đất ơi, má chịu khó cài lắm ba. Cài vừa Facebook nè, YouTube nè, qua cài Bigo. Tối tối lôi mấy bị idol Bigo ra đam, nó sắp dưa lên, nó tức cái nó lên diễn đàn của nó. Nó đam lại anh, nó lôi hai chữ Duy Nguyễn ra nó chửi mấy em. Từ đó fan tụi nó biết anh. Từ đó qua nó coi, má Duy Nguyễn nào láo dám chửi idol tao hả mày? Hả mày? Nó qua thấy anh đang ngồi hùng biện giữa rừng Tam Quốc luôn. Nó ghiền phim em. Ông nó ghiền phim Tam Quốc. Cái họ đá qua Kim Dung. Ông anh chơi tiểu long nữ cô lòng. Anh bựa tới cái mức tại sao Dương Quá bị chặt tay. Anh trả lời tại vì lúc mà con nhỏ mà gọi là quách phù á, nó ngã vào lòng Dương Quá. Nó ngã bên này mà cái tay Dương Quá không biết làm việc. Nó thấy cái tay vô dụng quá nó chặt luôn. Trời ơi, tụi nó khoái cười. Từ đó là nó thành fan của anh. Má chỉ chiêu cho. Bây giờ đó muốn gọi là làm marketing online, muốn phát triển những thương hiệu đó, cứ đi
từng cái diễn đàn đâm bị thất thọc bị gạo tự nhiên nổi tiếng nha. Đó, chiêu số 1. Rồi chiêu số 2. Trời đất ơi, anh nói thiệt với mày luôn, tao thề luôn, tiền anh phun khử trùng quận 12 nó rẻ lắm, nó có mấy triệu bạc à, mà tiền tao trả lương cho cái vàng media đúng mới nhiều. Hai thằng đi sớm em, hai thằng sớm, một thằng cầm máy quay, một thằng cầm máy chụp, nó làm pập 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 bên đó, ngày hôm nay mới có clip cho tụi em coi. Đó, đó là nói về cái ẩn ý, cái mưu đồ sâu xa trong vấn đề làm marketing. Thế anh làm cái việc đó được lại cái gì? Mang tính chất quảng cáo và nổ. Thật ra phun nó cũng quan trọng là mày ơi, con corona nào sống nổi trong phòng game của anh. Tại sao? Tại vì phòng game của anh nó thoáng mát, đúng không? Phòng game của anh nó bự, nó thoáng mát, nó nằm cao nhất khu luôn. Thì lúc đó đó là nó sẽ đón những tia nắng đầu tiên chiếu vào. Chết mẹ con corona rồi. Xong rồi gió mem gió nó thổi con corona qua nhà hàng xóm rồi. Giả sử nếu mà có corona, đúng không? Em nghĩ cái gió vậy con corona nào đứng nổi mà. Nó bay dèo dèo liền. Nên bay về phòng game của anh làm anh phun khử trùng là mang tính chất biểu tượng. Đó, vậy thì anh Duy ngồi chém gió qua anh phun nhìn được lợi không? Lợi sống lợi mày. Khách vô tập nhiều. Khách vô tập nhiều. Chia sẻ với em luôn. Bữa chủ nhật đó phun xong phát một. Thằng phun nó chưa đi về nữa, có hai nhỏ mén kia vô đăng ký liền, một đứa 3 tháng. Lý do đơn giản, nó thấy phun, nó thấy anh Duy đăng hình phun trên Facebook, nó vô nó tập. Tại vì sao? Nó sợ chết. Nó sợ chết mà nó đi tập gym. Đó, cuộc đời nó vậy đó em, mình làm mình kinh doanh phòng gym mà. Đúng không? Đâu phải là khách hàng nào cũng đẳng cấp cũng rồ đâu. Khách hàng amateur nhiều lắm em. Nhưng mà nhiều khi á, thầy chịu với em luôn á, kiếm tiền từ khách hàng amateur nó còn nhiều hơn phòng gym khách hàng tập tạ nữa. Ủa giống như bây giờ á, tao nói thiệt mà luôn, hàng nào mà cho tao vô tập tạ thì tao phá banh đồ luôn. Đúng không? Mà tập cũng có con đầu người à. Còn thằng kia nó tập nó đóng tiền 3 tháng, nó tập có 3 ngày. Mà chừng 10 thằng vậy thôi thì anh đương nhiên là lợi nhuận nhiều hơn mà cao nhiều hơn. Mà muốn quất vô mấy cái đối tượng đó đó phải bú trèn thôi. Chứ dân tập tạ nó chửi tao không à. Tại biết không, Duy Nguyễn làm lố quá. Làm lố kệ tao mày, miễn tao có tiền thôi. Chứ đâu hiểu được nghề thuật kinh doanh mấy em. Tại vì sao? Tại vì tụi nó đi tập tạ thôi chứ không đi học làm kinh tế. Hiểu không? Nên nó đâu biết được nghệ thuật kinh doanh là cái gì. À, nó nhiều khi nó hỏi anh Duy ơi, tại sao nó có thể sống được gọi là ngày càng phát triển vươn lên trong cái rừng anti-fan với anh. Tao nói thiệt cho mày gom là cái đống anti-fan tao nó cầm được nhiều tiền. Anh nói chuyện sốc lắm em. Đó, trên mạng nói chuyện cực sốc luôn, ngoài đời nói chuyện cực kỳ dễ thương. Bây giờ nói anh Duy Nguyễn ơi, sao cuộc đời anh giống như hai con người vậy? Đó là quyền cơ nha, quyền cơ không tiết lộ được mấy em. Còn bây giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Thí dụ như trong lĩnh vực game mình nó kỳ lắm. Bây giờ mùa corona này thằng chết cũng có mà thằng sống cũng có nữa. Chết nhiều chứ, bạn bè mấy nhóc chết quá trời. Phòng sống mình anh vòng vòng khu này thấy phòng anh ngày càng đông. Tại vì sao? Tự bởi chỗ kia nó chạy qua. Bởi vì điều này tôi mới minh chứng cho mấy ông đó. Một lần trước tôi nói mà không nghe. Mấy ông đầu tư vô phòng game giá rẻ là mấy ông chết rồi. Tôi thề luôn á. Ông đầu tư vô phòng game giá rẻ, ông lôi đóng khách rẻ tiền về nó tập game nó chửi thề không à. Nó phun nó miếng phèo phèo, giờ nhìn nó sợ rồi, mùa cúm này sợ chết thì được chứ. Đúng không? Gặp mấy thằng tập mẹ cởi trần cởi truồng. Cởi trần cởi truồng. Cởi lỏng, cởi trần thôi không có cởi truồng em. Mồ hôi ra nồng nọc như heo nằm lăn lóc trên máy đẩy ngực này nọ kia, bố ai dám tập. Oh my god. Đúng không? Cái con virus corona nó sẽ sinh sôi nảy nở trong những điều kiện ẩm ướt và môi trường tù túng, ngột ngạt. Đó, nó rất là nguy hiểm. Bởi vậy mình phải cần phải vệ sinh chuồng trại nha. Đó, nên em thấy em tất cả những phòng gym của BBT anh đều phun khử trùng hết. Lao công lao từ A tới Z luôn. Nên phòng của anh luôn tự hào, phòng đẳng cấp, phòng xoan, phòng mà gọi là sạch sẽ. Đó, nên người ta đã tập rất là đông. Tháng này mấy phòng gym khác tập hết, phòng anh tăng doanh thu. Ngộ chưa? Nhưng mà cái điều này sợ nè mấy em. Tăng doanh thu về hoài, nhưng mà lỡ Trung Quốc đó, nó không có điều trị được corona đó thì mai mốt dân Việt Nam hết tiền sao tập game. Cái đó là cái anh lo. Cái đó là cái anh lo. Bởi vậy mới nói là làm sao để sống được trong mùa corona này. Thì tùy ngành, tùy nghề, tùy lĩnh vực mà tụi em phải có cái cách thay đổi thôi. Yes. Tụi em không thay đổi được là tụi em chết liền. Đó. Mình phải thu hẹp lại mô hình. Mình phải cắt giảm nhân sự. Hay là mình phải gọi là giảm giá. Hay là mình phải gọi là có cái gói gì kích thích đó, khách hàng vô thì người ta mới sử dụng dịch vụ của mình. Và từ đó mình mới duy trì được doanh thu và mình tồn tại được. Chứ trong cái mùa corona này là kinh rồi. Đó. Mà anh phun khử trùng thật sự á, các em cũng nên phun đi. Nếu mà tụi em làm dịch vụ làm thương mại bắt trước anh đi. Phun không có nhiêu tiền, có vài triệu bạc. Thằng nào không biết chỗ anh chỉ luôn cho. Đúng không? Nhưng mà mình mang được một cái biểu tượng về hình ảnh.
đó, thể hiện ta đây là ta đây chấp hành pháp luật, ta đây là thuộc dạng ta đây dân trí cao, ta đây là ta vì cộng đồng này nọ kia, nổ thôi. Marketing nó vậy với em, nổ thôi. Thật sự là nhiều khi trong nói chung là nó rồi làm cái này là mang tính chất biểu tượng đó. Bây giờ chúng ta có dù muốn hay dù không thì cái dịch này nó cũng chưa xong, đúng không? Bên Trung Quốc người ta chưa trị được, bên Việt Nam mình thì cứ hóng từng ngày thôi. Mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó, quan trọng là mình phải sống. Mà nó sao thì cũng kệ mẹ nó, quan trọng là mình phải sống. Câu đề lai giùm em. Mình phải sống chung nó thôi, mình phải có tiền mình mới sống được. Còn thằng Corona, con Corona như thế nào á thì kệ nó. Nó mà nhờ anh phun khử trùng bên quận 12 vậy đó em. Cái phòng gym quận 12 thì em biết rồi đó, đúng không? Nó bên bển là thuộc dạng nói chung là nó cũng hơi nghèo hồi sau với bên này. Bển nó thì nói chung là đường xá thì đông đúc thôi, phố phường thì cũng được. Nhưng mà dân ở bển thì nó hơi thưa và nó hơi nghèo. Nó đâm ra thì người ta sợ này sợ kia. Đó, xong cái mình phun phát một ta vô ta tập giờ cứ nó đã tăng đều à. Đó, nên bây giờ á là cái phòng bên quận 12 á là cũng là tương đối là đông về buổi chiều rồi đó mấy em. Nhưng mà ngộ lắm nha, nói mày nghe nè. Ô cái phòng bển tập gym đông kinh luôn á, mà tập yoga không à mày ơi. Má mấy cái máy tao qua tao thấy ủa có ai tập không? Có ít à. Thằng nào fan anh nó tập chứ người không fan anh tao không biết tập. Bây giờ mới biết ở ngoài xã hội người ta nhồi sọ mày. Ồ cái vụ này anh bất ngờ nữa nha. Trời đất ơi, anh làm gym đàng hoàng chuẩn chỉ mà tự nhiên nghe khách hàng nó kể, thấy ở ngoài nó làm láo thiệt. Vô tập yoga tăng cơ giảm mỡ. Ghê chưa? Vô tập yoga đẹp người đẹp nết. Ồ nó thần thánh yoga quá trời luôn. Tao cũng chả biết sao nữa. Đó, nên ở bển á là cái yoga rất là phát triển. Anh phải dụ khách mấy em. Anh dụ khách anh quỵ lại luôn á. Tao lại mày. Nó trời ơi đóng tiền nó uổng. Ra tập gym đi chỉ tập máy này là bơm ngực bơm mông đồ các kiểu. Ủa bảo nói ồ vậy hả? Chứ đi mấy chỗ khác nó cho yoga không rồi về à. Giờ này tao mới hiểu yoga kiếm ăn dễ quá. Đúng không? Nên có mấy thằng nó làm cái gì đồng tiền mà nó láo. Nói mấy em, yoga kiếm ăn dễ quá, mướn giáo viên yoga đứng lớp dạy cái từng bẻ vài cái. Lớp học 20 người kiếm ăn dễ không? Ừ, trong khi đầu tư phòng gym phải tốn máy. Hàng chi không cho con gái tập gym, tốn cái tập yoga không. Bây giờ tao mới hiểu tại sao giờ mấy nhỏ nó thích yoga vậy đó. Nó bị nhồi sọ mấy em ơi. Bởi vì nói về cái câu chuyện làm ăn á, bên quận 12 á thì nó rất là nhiều vấn đề. Đúng không? Anh sẽ từ anh sẽ tư vấn cho em nghe những cái hài lắm. Sợ ma, nghe vụ này chưa? Nghe vụ sợ ma chưa? Ủa sao tự nhiên vlog giống như tám chuyện vậy bà? Ủa trên chia sẻ kinh doanh gì kỳ vậy? Nhưng mà thôi lỡ rồi kệ, nói chuyện giao lưu với nhau nha. Cái tầng 2 của anh á là cái tầng nhà vệ sinh. Đó. Có mấy cái bà suốt đời chưa biết cái thang máy là cái gì luôn, đi tập gym. Bà vô á, bà thang máy cứ tới tầng 2 là nó mở cửa. Tầng 2 là nó mở cửa, tầng 2 là nó mở cửa, bà nó chết mẹ rồi cái nhà này trước xây chúng nhỏ quan hồn thiện nữ gì nè. Con nhỏ này hồn chưa siêu nè, nên nó sống ở tầng 2 nè. Nó hay nhấn cho thang máy mở cửa tầng 2 nè. Ghê không em? Bởi vậy dân Việt Nam mình nó nhiều người ta quê đáng thương luôn á. Nó quê đáng thương luôn á. Vậy thì á, mấy em có hay biết tại sao thang máy nó hay mở cửa tầng 2 mà nó mở cửa tầng khác không? Nope. Tại vì tầng 2 là cái tầng toilet ông ơi. Toilet thằng nào chả đi, đúng không? Thí dụ nè, bây giờ thằng Đạt đi, nó mắc toilet, nó chạy vô tầng 2. Đúng không? Đi toilet, đi xong ra nhấn. Nó nhấn lên tầng 3, tầng 4, tầng 5, tầng 6, tầng 7 gì đó không biết, nó hoặc xuống tầng G, tầng 1 gì đó. Nó nhấn, nó đợi chừng nửa phút, nó chán, nó bỏ đi. Thì cái thang máy lập trình sẵn, đúng không mấy em? Thì nó tới tầng 2, do anh Đạt nhấn nó mở. Nhưng mà giờ anh Đạt đợi lâu quá đi, mất mẹ rồi, thì tự nhiên mở ra không thấy ai thôi. Nhưng mà nó chết mẹ rồi, thang máy nó mở ra không thấy ai, sợ quá. Nó tật ngộ nha, sợ mà cứ đi thang máy nó chịu. Mà sợ đi thang bộ đi. Thang bộ bao đẹp luôn, đá ra nít luôn, mét 2 luôn, không đi. Đi thang máy. Xong rồi mấy gặp tôi thiệt, mẹ không lại chửi nhân viên ta chứ. Cái lớp nhân viên trước của tao đóng đầu bò à, nó không biết giải thích mấy em. Nó chết mẹ có ma thiệt anh gì ơi. Thôi em dám làm đâu, em sợ ma quá. Oh my god, má. Cho tao má, tụi này đi ăn đi học đi tốn tiền quá má ơi. Nó nói chuyện vậy hả mấy em. Rồi chưa kể cái này mới hài nè mấy em. Còn kể nữa. Nghe em like đi, kể cho nghe. Cái nữa đó là gọi là bây giờ á, tự nhiên vô thang máy xong nó tắt điện, nó thui nhốt luôn mày. Chết mẹ rồi. Trời ơi thang máy kỳ quá, nhớ tới tôi rồi giờ sao ra. Quá gào tét này đó, các kiểu móc điện thoại gọi từ lưa luôn. Biết sao không?
biết sao không mấy em? Ông mới vô thang máy tắt điện tới thôi bị nhốt luôn, không biết sao hết trơn hết á. Biết sao? Tại cái tật nhiều chuyện. Cái tật nhiều chuyện thôi. Mẹ nó đi thang máy hai có hai bà thôi. Đúng không? Thêm nhỏ con gái nữa thành cái gì? Thành gì? Nhỏ con gái coi như cái dịch đi, như coi như con dịch đi. Ta nói là gì? Bỏ hai đàn bà với dịch thỉnh chợ. Đúng chưa? Cậu vô tám chuyện không mà không lo nhấn nút. Thì thang máy nó vô, đương nhiên mày vô thang máy mà tụi em tám chuyện không tụi em không nhấn nút nó biết làm gì. Thì nó chờ chừng 15 giây nó tắt đèn chứ làm chi, nó tưởng nó thang máy không có ai. Thì nó tắt đèn chứ làm sao? Đúng không? Còn tụi em muốn góp ý nhà sản xuất thì đợi cảm biến đi, cảm biến đo hơi người gì đó chuyện đó tính sao. Nhưng mà cái chuyện thang máy á mà đi vô á mà không nhấn nó tắt đèn là cái chuyện bình thường. Đúng không? Ông vô phải nhấn nút máy nó mới đi chứ ai biết ông vô làm gì. Đúng không? Nhiều khi thang máy lập trình nó khôn quá nó xem những bộ phim huyền thoại là tai nạn trong thang máy của CRV. Đúng không? Hay là nữ sinh thang máy gì đó. Nó hiểu ý. Ông mới vô thang máy không nhấn gì hết tắt đèn cho tụi bay dễ hành sự. Đúng không em? Like đi, like đi. Like. Đâu. Thấy đủ trend ghê chưa? Đó. Thấy giám đốc mà đủ trend nhanh không? Đúng không em? Bây giờ tôi nói cái điểm muốn nói đây là cái gì? Đó. Bây giờ Việt Nam phát triển gym không hề dễ. Không hề dễ. Nó mắc cười lắm em. Nó có những chuyện mà thật sự anh là người đầu tiên, anh là người tiên phong á. Nó mới có mấy cảnh tượng này. Nó thật sự không biết giải thích làm sao. Nhưng mà tất nhiên người ta mà một lần, hai lần, ba lần thì người ta cũng sẽ biết thôi. Đó. Thì bên vùng 2 nó có những câu chuyện như vậy. Và nó còn nhiều câu chuyện khác nữa. Tự nhiên cái bao cát nó rung. Tự nhiên không có gì trên bao cát nó rung mày. Đố tụi bay gì vậy? Con ma đánh bao cát hả? Đúng không? Không có gì trên bao cát. Đó. Vấn đề kinh doanh gym đó mấy em. Anh chia sẻ rất là thật luôn. Anh chia sẻ những câu chuyện thực tế trong đời sống. Đó. Và quay lại vấn đề chính là mình kinh doanh trong cái corona này như thế nào. Là phải đú trend thôi. Yes. Đúng không? Cái dịch corona này hay là cái gì đó, các bạn làm marketing online, các bạn cần phải biết đú trend. Đú trend nó có nhiều nghệ thuật. Đúng không? Giống như anh Lamigo sóc nam tụi nó vậy đó. Là anh đú trend đó đó. Trời ơi, tức nó vô nhắn tin nó chửi quá trời luôn mày. Nói tao nói con mẹ gì mà kích tao. Mày ngon mà cho cái hạng đi. Ghê không? Mày ngon mà cho cái hạng đi. Nó ok. Cứ giờ hành chánh tới 535 Lê Văn Khương, nhớ cầm theo 1 triệu tối thiểu. Xong nó nghe 1 triệu nó bỏ luôn, nó nản luôn, nó không đi, nó không hẹn nữa mấy em. Thôi anh vậy đó, mày nổ địa chỉ cho bố đó. Mày ngon mà cho cái hạng đi. Thì cứ 535 Lê Văn Khương giờ hành chánh, cầm theo 1 triệu tối thiểu. Welcome các bạn đến với 535 Lê Văn Khương, phòng gym Hiệp Thành quận 12. Nãy giờ video quảng cáo đó ba. Like đi mấy em. Thôi tạm biệt, đó là video này ba. Hẹn gặp các em trong video sau. Nhớ cái sụt tụi bay quay video 12 hình, tụi bay phải làm những cái đoạn nhạc rồi nó vô chèn trong video cho dài nha mày. Tụi quảng cáo là chính đó. Nhắn thì media thằng nha. Hay thì share và like đi ba. Cửi gì? Đăng ký chưa? Cái gì cũng biết chứ có biết điều là không biết à. Có chùa hoài.